Tao nói Hánh Hùng ơi, bữa nay lên bước lên cái bình bình gì mà Dương Dương đó là qua cũng như bán bánh bò nè. Tao nói nó chỉ cái đường gì không biết nữa, đi đâu vòng vòng là qua hết mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Rồi tôi gặp nó rồi, cái chuyến này tôi lên Bình Dương là tôi báo con Như, để là tôi báo nó hết cỡ luôn. Cái thằng con trai của con Như á, nó nói ông này giống cậu ba quá vậy. Cái nó ẩm con nó lên xe luôn, nói ông này là ông nào á chứ cậu ba mày hề nào. Vậy là nó nhận tôi không ra, tôi cho nó nè. Tôi lại là tôi kêu nó lấy tôi một chục cái bánh đi, là bánh bò hút nốt đó, lấy một chục cái lộn xộn đi. Mới vừa nói con vậy cái nó phát hiện tôi, nó nói ông nội đi đâu lên đây vậy cha, sẵn rồi ông ở đây ông đợi tôi đi, để tôi lại đằng này một xíu, ông coi cái xe bánh bò giùm tôi nha. Tôi nói Hánh Hùng Hiên Địa ơi, lên đây báo nó mà ta. Rồi bỗng dưng một điều là nó kêu tôi coi xe bánh bò luôn. Tôi nói mặc đồ đẹp cho đã vô ha, rồi đứng ở đây bán bánh bò luôn. Hồi để tôi đẩy đi mấy cha ơi, đứng đây hồi làm còn y nguyên đó. Nó bán bánh bò, bánh da lợn nè. Rồi vậy là tôi bán xong rồi đó, tôi bán bánh bò cho nó xong rồi. Rồi tôi về phòng nó, tôi ngủ một giấc tới sáng luôn. Đang ngủ cái nó kêu tôi đi nhồi bột. Tôi nói con nhỏ này lên đây là nó báo tôi chứ tôi báo nó gì trời. Mà sáng sớm chưa ăn vậy chân nó đóng cho một ly cà phê sữa chà bá như vậy nè. Mà cái này là cái ly hồi nào, cái này là cái hố chứ cái ly gì. Uống cà phê cho tỉnh táo rồi bây giờ nhồi bột với nó nè. Mà trước khi nhồi bột để rửa tay cái, để không thôi mấy bà nội tôi lên comment ơ nhồi bột gì mà không chịu mang bao tay. Thôi đi à, thôi đi à. Đi hỏi khắp thế gian này coi có ai mà nhồi bột mà mang bao tay bao giờ không? Nó dính chậm nhẹp gì sao mà nhồi được. Một hao bột này tôi không biết bao nhiêu trọng lượng là bao nhiêu nữa. Rồi tôi đổ men vô đó, là men đổ bánh bò đó. Còn không biết men gì thì lên Google hỏi nha. Men với bột là tôi vô bóp nhuyễn ra rồi đó. Rồi bây giờ là chế nước dừa tươi vô nè. Đổ bánh bò mà chiên sen dữ gì cha. Người ta nhồi bột người ta nhồi nước lạnh không à. Có ai mà chơi xe như nhỏ em tôi không? Rồi chế nước dừa vô xong rồi, cái nhỏ em tôi nó cắt cái trái hút nốt nè. Cái trái hút nốt này là trái hút nốt chính nha. Nó cắt cái trái hút nốt mà để kế lưu mũi tôi ha. Trời ơi tôi nói nó thơm gì đâu á. Rồi vậy là trái hút nốt cắt vô xong rồi đó, nhồi đâu một tiếng đồng hồ mới xong. Rồi bây giờ đổ qua cái xô này nè, là cho bột nó ngủ đông đâu cỡ 4-5 tiếng gì đó. Nhồi bột xong rồi bây giờ nó bắt tôi ra ngoài đây bán bánh nữa nghe trời. Rồi rốt cuộc là tôi lên đây tôi báo nó hay là nó báo tôi ta? Từ ngày hôm qua giờ là tôi nghi rồi đó. Thấy vậy cũng có gian buôn bán lắm nha. Mới có đặt đích có chút xíu à, cái người ta lại người ta mới hàng đồ nữa. Tưởng đâu là vô mánh à, ta mua con cái à. Chị này chỉ mua bánh da lợn, mà tôi không biết cái da này nó giống da lợn không ta hay là da heo. Thôi cái bà nó đi da gì thì nó da cởi nó đi. Tôi bán ngay ngã tư Tân Lập đó, cái đường gì mà hít Quảng Đức đó, ở Hữu Dầu Một Bình Dương nghe mọi người. Có ai đi ngang đây ghé nhớ ủng hộ con nhỏ em tôi nha. Mới vừa đặt đích xuống nữa nè, là có cái chị này lại mua sập nha. Chỉ kêu lấy cho chị nửa chục đi. Rồi ok em chốt cho chị 5 cái luôn. Vậy là chị ấy chốt nửa chục bánh bò, bán 5 cái bánh bò mà tôi không biết bao nhiêu tiền nữa. Không có biết tính tiền luôn. Cái 6.000 là người ta đưa 50 hồi 20 là tôi quằn đâu cả buổi chờ vậy đó mà tôi mới thối được tiền. Rồi giờ tôi đẩy dài lại đằng kia xíu là tôi bán chút xíu hết trơn. Rồi bán xong rồi giờ về nhà con nhỏ em tôi lên Bình Dương tưởng đâu là nó cho ăn đồ ngon ha. Ai dè bà nội ơi, lên đây nó mua 3 miếng tàu hủ, một đống rau, đâu một tô nước mắm chà bá gì đó. Rồi vậy là cuối cùng không có báo được cái gì hết trơn. Mà nó báo ngược lại tôi nữa. Hồi sáng giờ là nhồi bột với bán bánh bò đó là muốn học gạch luôn. Rồi giờ nó bắt tôi đổ đường hút nốt nè, là đổ đường vô bột hồi sáng nè. Ủ đâu 4-5 tiếng đồng hồ giờ nó dậy bột lên rồi nè. Rồi giờ vô đường nè, tôi vô đường tôi khuấy đâu cho đều vậy đó. Vô đường xong rồi ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa mới làm bánh được. Cái này là tôi không biết công thức nghe mọi người, nó chỉ sao rồi tôi làm y chang vậy đó. Rồi tôi đổ đường vô, giờ tôi đậy nắp lại tôi ủ thêm 1 tiếng nữa. Là sau khi 1 tiếng là bây giờ nó bắt tôi lấy mấy cái chung này ra nè, để cho nó quét dầu ăn vô. Không quét dầu ăn vô cái chung đó là ăn hồi bánh ra bánh rồi bột ra bột luôn, là bánh nó dính vô cái chung đó. Rồi bà mẹ tôi bá lượt ba cái bột đó. Rồi giờ chuẩn bị đổ bánh nè, như nó đưa ba cái bánh thì sáng bán ế nè, là tôi bán ế đó. Nói chung là tôi cũng có cái gian buôn bán dữ lắm, lâu lâu rồi bán ế hoài à. Bánh này ngon nghe mọi người, ngon hơm dữ lắm. Rồi vậy là ăn cái bánh xong rồi là chuẩn bị đổ bánh nè, là múc một giá bột đổ vô cái chung này nè. Chung nào cũng đổ một giá hết chứ không lẽ đổ hai giá trời. Rồi đổ bột vô xong rồi giờ tôi lấy mấy cái chung bột nè, rồi giờ để vô trong cái nồi hấp nè. Hấp cái nồi này một lần khoảng 45-50 cái bánh lần đó. Mà bà mẹ tôi bà nấu bằng bếp khò, chứ cái nhà trọ có chút ép à, đâu có nấu bếp than với bếp củi được đâu. Rồi bây giờ đẩy nắp lại nè, là hấp khoảng 10 phút gì đó. Là cái này có canh giờ hết nha mọi người. Chuông gieo cái ẻn là mở nắp ra liền, chứ hấp qua 10 phút gửi đi, để lố xíu nữa là cái bánh nó sập lép luôn đó, chứ nó không có phì bự ra đâu. Cái này là bà mẹ tôi nói chứ tôi không biết nữa. Bánh nói sao tôi nghe vậy à. Bánh chín rồi là chuẩn bị cái hao nước y chang vậy đó. Bánh bò chín rồi để vô cái hao nước để cho nó nguội cái bánh
bò hồi mình dễ cái lấy ra, rồi hấp hết một xửng ở đó. Giờ xửng thứ hai nè, là cứ lặp đi lặp lại y chang như vậy đó. Rồi mọi người thấy bánh bò ngon không? Tôi thấy là mười lem dữ lắm luôn đó. Rồi giờ bánh nguội rồi nè, tôi với nhỏ em tôi là gỡ bánh ra. Tèn phẹt rồi, tôi nói cái bánh ông anh ha, đẹp cái ghê chưa. Nhắc cái này mới nhớ nữa, nhỏ em tôi nó chốt đơn cũng mắc cười dữ lắm. Thường thường là ở quê người ta gửi bánh lên hay gì, còn đằng này ở Bình Dương gửi về Đồng Tháp. Ủa cái gì ngộ vậy bà già? Nó nói ai chốt đơn sao thì nó chốt đơn y chang vậy. Rồi vậy là hết một ngày làm bánh bò với nhỏ em báo tôi rồi đó. Báo qua báo rồi, mai mốt tao không dám lên đâu.